Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần, để có một cuộc đời an tĩnh. Đôi khi, chúng ta chỉ vì một câu nói của người khác mà giày vò chính mình, làm tổn thương mình. Điều đó thật sự không đáng. Dù sao đi chăng nữa, hãy nhớ rằng, trên đời này sẽ không có bất cứ một ai sống thay cho ai được. Đừng keo kiệt với bản thân. Nếu bạn lười biếng, hãy tự phạt. Còn nếu bạn chăm chỉ và nỗ lực, công việc của bạn đạt hiệu quả, hãy tự thưởng. Nguyên tắc này không chỉ giúp bạn trân trọng giá trị lao động của chính mình, mà còn giúp bạn cân bằng hiệu quả giữa làm việc và hưởng thụ. Bạn biết đấy, một khi cán cân quá lệch, cuộc sống của bạn sẽ đảo lộn trăm bề. Đừng bon chen, ganh đua với người khác. Người tài giỏi tìm kiếm giá trị ở bản thân, người kém tài lại thường hay tìm giá trị của mình nơi người khác. Cho nên, nếu muốn trèo cao và đi đường dài, hãy tự nghiêm khắc với bản thân, hãy nỗ lực để vượt qua chính mình. Còn việc bạn vượt qua người khác chẳng qua là bạn tự ảo tưởng và huyễn hoặc chính mình mà thôi. Tránh xa tổn thương càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, trên đường đời bạn đi sẽ gặp không ít những lần vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là đừng mắc lại những sai lầm cũ. Nếu có thể xác định được vùng an toàn của mình, hãy cư trú yên ổn tại nơi đó. Một khi xác định được vùng nguy hiểm mà vẫn cố dấn thân vào, thì bạn cũng tự biết mình được gọi là gì rồi đấy. Thật ngớ ngẩn. Trân trọng những điều tốt đẹp từ cuộc sống. Dù chỉ là một buổi sáng nắng vàng, dù chỉ là một cơn gió đúng lúc khi trời đang nóng nực, hay chỉ là một ổ bánh mì được đồng nghiệp mua cho, hãy trân trọng tất cả những điều tốt đẹp giản dị xung quanh cuộc sống của bạn. Chỉ khi bạn thật tâm trân trọng, bạn mới biết được bạn giàu có cỡ nào. Nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao, vì chẳng ai đánh thuế cả. Và khi bạn có cho riêng mình một ước mơ, bạn sẽ nỗ lực cho ước mơ đó. Cho dù sau này có thể bạn không thành công, nhưng điều quan trọng là bạn cũng vượt qua được những giới hạn đã bó hẹp mình. Chỉ cần duy nhất một lý do đó thôi cũng đủ chứng minh rằng việc nuôi dưỡng những ước mơ là quá ổn. Chăm sóc vẻ đẹp tâm hồn mình. Điều tuyệt vời nhất của sự trưởng thành chính là biến bạn từ một cậu nhóc, cô nhóc, vô tư hồn nhiên trở thành một người đàn ông, một người phụ nữ biết suy nghĩ sâu sắc. Đừng để thời gian trôi qua phí hoài bằng cách biến mình thành một người nông cạn và nhạt nhẽo. Tâm hồn của bạn chính là hạt giống được gieo trồng từ sâu bên trong. Hãy chú ý đến nó, nuôi dưỡng, chăm bón, tưới tắm và chờ cho nó trổ bông thành những bông hoa đẹp. Điều mà chúng ta cần phải thực sự nỗ lực. Chúng ta thường đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp, quần áo và giày dép đắt tiền. Nhưng còn với nền tảng cho hạnh phúc thực sự của chúng ta, điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những mối quan hệ tốt. Chúng ta đã đầu tư được bao nhiêu rồi? Cho dù gặp khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần bạn biết rằng bên cạnh mình còn có những người hiểu được giá trị con người bạn và ủng hộ bạn bằng sự quan tâm chân thành, thì bạn có thể nhận được hạnh phúc và dũng khí to lớn để sống tiếp. Ngược lại, cho dù bạn có điều kiện vật chất tốt đến mức nào đi chăng nữa, nếu những mối quan hệ của bạn bắt đầu xấu đi, thì bạn sẽ rất khổ sở
dễ mắc chứng trầm cảm. Thậm chí, nếu cảm thấy quá khó khăn và mệt mỏi, bạn có thể sẽ nghĩ đến cả cái chết. Nếu bạn đang nỗ lực để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp, quần áo, giày dép đắt tiền, vậy chẳng phải bạn cũng nên nỗ lực rất nhiều để có thể tạo được những mối quan hệ tốt. Những mối quan hệ tốt không thể nào tự nhiên được hình thành nếu bạn không đầu tư một chút cố gắng. Như vậy, làm sao để được sống trong những mối quan hệ tốt đẹp? Làm thế nào để giữ được mối quan hệ hạnh phúc với mọi người thật lâu dài? Khi tôi còn trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, tôi có đi du lịch bụi khoảng nửa tháng cùng một vị sư thân thiết, người đã quy y cùng lúc với tôi sau khi cả hai vừa thụ giới. Vì cả hai chúng tôi có quan hệ rất tốt nên chúng tôi đã bắt đầu chuyến đi mà không lo lắng gì cả. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, cho dù sự thật là tôi đang đi cùng một vị sư mà tôi rất quý mến. Vậy nên tôi đã đề nghị ban ngày chúng tôi sẽ đi riêng, đến tối thì gặp lại. Vị sư ấy chắc cũng hiểu suy nghĩ của tôi nên vui vẻ đồng ý. Đi riêng như thế, tâm lý mỗi người cũng thoải mái hơn. Khi đi một mình cũng dễ nhớ đến những ưu điểm khi cả hai đi cùng nhau. Đến tối về, chúng tôi lại cùng ăn tối và kể lại những chuyện mình đã làm trong ngày, nên không hề cảm thấy cô đơn chút nào cả. Sau đó tôi nhận ra, điều căn bản thứ nhất để giữ mối quan hệ giữa người với người là phải biết cách điều tiết ứng xử như cách ta làm với bếp lửa. Nếu đứng quá gần thì bạn sẽ thấy ấm nhưng mau chóng nóng dần, và nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng ngay. Ngược lại, nếu đứng quá xa bếp lửa thì sẽ không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa và sẽ dần cảm thấy lạnh lẽo. Nghĩa là cho dù có là người hợp tính với mình đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nếu cứ ở sát cạnh nhau quá lâu, chắc chắn sẽ cảm thấy chán. Ban đầu sẽ rất vui vẻ, nhưng một mối quan hệ cứ bám chặt lấy nhau suốt một thời gian dài thì không những dễ nảy sinh cảm giác chán ngấy mà còn dấy lên suy nghĩ mình đang bị khống chế. Với những trường hợp này, mỗi người đều rất cần dành thời gian tạo cho nhau những khoảng không gian riêng về tâm lý. Điều này đúng với mọi mối quan hệ, từ tình bạn, người yêu cho đến mối quan hệ quan trọng nhất là gia đình. Điều thứ hai, nếu bạn nghĩ rằng mình đang gặp phải khoảng thời gian khó khăn vì các mối quan hệ, thì hãy nhớ đến câu nói này: chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất cứ thứ gì. Trong cuộc sống, có những trường hợp chỉ cần hạ mình một chút thì sẽ tìm được cách giải quyết dễ dàng trong những mối quan hệ với những người hay làm khó ta. Nhưng chỉ vì lòng tự trọng nhỏ bé của mình mà chúng ta vẫn cố ngẩng cao đầu một cách bướng bỉnh, nhất quyết không chịu thua, thì tất sẽ dẫn đến những cuộc đối đầu. Có những việc chỉ cần nhún nhường một chút là sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng chỉ vì cãi vã mà tất cả đều cảm thấy mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, và còn lãng phí thời gian. Hơn nữa, khi hai bên cứ cố gắng phân định xem ai đúng ai sai, thì sẽ có nhiều người nữa bị kéo vào trận chiến, và đến lúc cả họ cũng cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Lấy ví dụ, nếu như có ai đó đến và nói với tôi: hãy tranh luận với tôi xem tôn giáo của ai là tôn giáo đúng đắn nhất, thì tôi sẽ lắng nghe tất cả những gì người đó nói, sau đó trả lời: rất cảm ơn vì đã dạy cho tôi những điều tôi chưa biết. Chỉ cần như thế thì cuộc tranh luận sẽ không kéo dài. Nếu tôi cứ quyết tâm nói cho ra nhẽ xem tôn giáo của ai đúng, tôn giáo của ai sai, thì cho dù tôi có là người chiến thắng đi chăng nữa,
tâm trí của tôi cũng mệt mỏi, mà lòng tự trọng của đối phương cũng dễ bị tổn thương. Và thay vì hiểu được bản chất tôn giáo của tôi, sự căm ghét của người ấy sẽ còn lớn hơn nữa. Cuối cùng, để tạo và giữ được những mối quan hệ tốt đẹp, khi nhận được sự giúp đỡ hay lời khen hay món quà nào đó từ người khác, ta phải ghi nhớ và đền đáp lại họ bằng bất kỳ hình thức nào. Ở một khía cạnh nào đó, cuộc sống của chúng ta là chuỗi cho và nhận. Sự giúp đỡ không chỉ là sự giúp đỡ tài chính, mà còn là giúp đỡ bằng lời nói, tình cảm, hành động. Chúng ta sống và cho đi, rồi nhận lại những sự giúp đỡ ấy. Tôi đã nhiều lần gặp trường hợp một người giúp đỡ người khác nhưng không nhận lại được lời nói hay hành động cảm ơn nào, nên cảm thấy bị coi thường, và từ đó mối quan hệ giữa họ không thể nào tiến triển được. Ngược lại, khi giúp một ai đó và thấy đối phương rất cảm kích về hành động của mình, thì ta sẽ càng muốn giúp họ thêm nhiều lần nữa. Chuỗi cho và nhận càng dài thì mối quan hệ sẽ càng khăng khít, tình cảm cũng càng sâu sắc hơn. Chuyện ta đã cho gì và nhận gì thật ra không quan trọng. Chỉ cần giữa hai phía có sự qua lại gắn bó thì cũng đã đủ để làm cho mối quan hệ thân tình và đặc biệt hơn rất nhiều. Mỗi chúng ta đều lớn lên trong những điều kiện khác nhau, có những kinh nghiệm khác nhau, suy nghĩ và tình cảm cũng khác nhau. Để những con người hoàn toàn khác nhau có thể tạo dựng mối quan hệ và sống với nhau vui vẻ, thật chẳng dễ dàng gì. Cũng giống như việc chăm chút cho vẻ bề ngoài, bạn nên nỗ lực đầu tư cho các mối quan hệ, bởi đó chính là điều kiện cần thiết để hạnh phúc. Hãy nhớ, đừng mong chờ rằng người khác sẽ nghe và phục tùng theo ý của mình. Nếu tất cả mọi việc đều diễn ra theo ý của ta, thì ta sẽ rất dễ trở nên tự mãn. Vì vậy, hãy sống thật khôn ngoan. Hãy nghĩ tất cả những người gây khó dễ cho ta đều là thầy dạy cho ta những bài học về cuộc sống. Ngày hôm nay, người làm khổ bạn cũng là thầy của bạn. Người làm bạn vui cũng là thầy của bạn. Bài viết của Đại Đức Hai Min. Người xuất gia theo tông phái Tào Khê, một tông phái tiêu biểu của Phật giáo Hàn Quốc. Thạc sĩ tôn giáo Đại học Harvard và tiến sĩ tôn giáo Đại học Princeton.